Chương trình podcast câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tới nay đã diễn ra dường như chưa có hồi kết thúc. Trong bình luận ngày hôm nay về chủ đề này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và mời quý vị gặp lại giáo sư Alexander Vũ Vinh, học giả tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương từ Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. Và câu hỏi đầu tiên, thưa giáo sư, cuộc chiến này cuối cùng có khả năng đi tới đâu, kết thúc vãn hồi như thế nào? Vâng, thưa anh, thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến giữa Hamas và Israel này thì nó khó lòng mà có thể kết thúc theo cái kiểu là như Israel muốn, là tiêu diệt toàn bộ Hamas được. Bởi vì là tôi nghĩ rằng là cái tinh thần muốn lập lại cái quốc gia Palestine mà Hamas họ là cái ngọn cờ thì nó vẫn còn đó, dù cho họ, cho dù Israel có thể tiêu diệt hết các cái chiến binh của Hamas, hết các lãnh đạo của Hamas, thì một cái Hamas thứ hai nó cũng lại nảy ra trong số những người Palestine đang sống ở bờ Tây, đang sống ở Gaza cũng như đang sống ở các nước khác trên thế giới. Thế thành ra là cái tinh thần lập lại cái quốc gia Palestine, trong một cái quê hương cho người Palestine ở, cái quốc gia tổ quốc cho người Palestine ở, thì cái tinh thần đó chừng nào còn người Palestine thì chừng đó nó không bị tiêu diệt được. Thế thành ra là tôi nghĩ là cái cách mà Israel mà hành xử như vừa rồi thì nó không đi đến một cái kết cục nhanh chóng nào, và đồng thời là cũng sẽ không đạt được cái mục đích mà Israel mong muốn, là tiêu diệt cái sự chống đối của người Palestine đối với Israel. Vâng, sẽ có những kịch bản nào đưa tới cái việc chấm dứt xung đột lần này, thưa giáo sư? Vâng, kịch bản thì cũng chắc cũng có nhiều thôi, thì tôi cứ tạm đưa ra một vài kịch bản như sau. Thứ nhất là ví dụ như là Israel cũng không đủ khả năng để tiêu diệt hết cái lực lượng của Hamas ở trong dải Gaza, và do đó cho nên là cái cuộc chiến nó sẽ kéo dài. Đến một mức độ nào đó thì nó sẽ, Israel và Hamas có thể sẽ cùng nhau đi đến cái thỏa thuận ngừng bắn nào đó, thế rồi kéo dài ngừng bắn, thế rồi thì là có thể là ở mức độ của cái chiến tranh nó giảm đi chút phần nào, thế rồi thì là hoặc là đến một lúc nào đó thì Israel không chịu được nữa thì tuyên bố là dừng cái chiến dịch của họ ở đó. Đấy là một cái khả năng. Một khả năng nữa tức là Israel cũng có thể là tiêu diệt được một số lượng hoặc là bắt được một phần số lượng những cái đầu sỏ của Hamas chẳng hạn, và sau đó tuyên bố là thôi, bây giờ tôi tiêu diệt được những cái đầu sỏ của họ rồi, tôi chấm dứt ở đây chẳng hạn. Thế rồi khả năng thì nhưng mà điều đó thì đặt ra một câu hỏi là vậy thì sau đó thì tương lai của Gaza sẽ như thế nào? Nếu mà bây giờ Israel rút quân khỏi Gaza thì tương lai sẽ như thế nào? Thì Israel phải mong muốn rằng là bây giờ cái mục đích của họ là tiêu diệt cái chủ nghĩa khủng bố của Hamas. Thì cá nhân tôi thì nghĩ rằng là việc trao lại cái quyền tự trị cho nhà nước ở Gaza, cho nhà nước Palestine mà hiện đang ở bên bờ Tây, thì là có lẽ là giải pháp khả dĩ nhất. Thế nhưng mà liệu Israel có đồng ý với chuyện đó hay không? Bởi vì là liệu Israel có tin tưởng được là cái chính thể của nhà nước Palestine mà có thể gọi là xử lý được những cái phần tử cực đoan trong người Palestine mà theo những cái tinh thần của Hamas. Và ở trong trường hợp này thì lại có những cái liên hệ với Iran nữa, là Iran là cái nước mà có biết nó mà công khai tuyên bố là muốn tiêu diệt Israel. Thì đấy là một cái câu hỏi nữa. Thế rồi thì là một cái khả năng nữa là đến một mức độ nào đó là Israel cũng đấy, tức là có đại loại có mấy khả năng, thì là một là đến mức độ nào đó thì Israel không đi tiếp được thì sẽ rút và tuyên bố là tương đối chiến thắng, hoặc là một cái khả năng nào đó là Israel gần như là bị xa lầy và cứ mãi mãi ở một cái cuộc chiến kéo dài, một cái cuộc can thiệp của một cái cuộc quan thiệp quân sự, và thậm chí là dẫn đến là một cái cuộc gọi là
xâm lược ở một cái cuộc gọi là chiếm đóng của Israel ở Gaza trở lại. Tức là trước đây bao nhiêu năm đấy thì Israel đã rút quân khỏi Gaza, nhưng bây giờ thì có thể là vì cái câu chuyện này nó không dễ dàng mà đi đến cái kết quả mà Israel mong muốn, thì họ có thể sẽ phải kéo dài vô thời hạn sự chiếm đóng của họ ở trong cái giải Gaza. Đây cũng là một cái khả năng. Vâng, thưa giáo sư, qua cái cuộc xung đột Gaza này và trước đó nữa đó là cuộc xung đột ở Ukraine, thì không biết là thế giới học được cái bài học gì và có cái điều gì mà cần phải hết sức là quan tâm, hết sức và lưu ý không ạ? Thực ra thì cũng phải nói là học bài học thì còn tùy theo là mình học để áp dụng vào cái gì, chứ không có những cái bài học chung chung. Tôi thì cá nhân tôi thì nghĩ rằng là cái vấn đề là không có những bài học chung chung về lịch sử, mà vấn đề là có những bài học cụ thể để áp dụng vào một cái vấn đề cụ thể, trả lời cho một câu hỏi cụ thể. Chứ còn những cái bài học gọi là bài học chung chung thì nó sẽ bị áp dụng sai. Tôi lấy ví dụ như là cái chuyện đi đánh một nước khác hay là không đánh một nước khác. Thì sau một solo bài học chẳng hạn như là Mỹ đánh Việt Nam thì cuối cùng nó cũng phải rút ra này. Mỹ đánh Iraq này cuối cùng chẳng đi đến đâu này. Rồi Mỹ đánh Afghanistan thì cũng phải rút ra này, vân 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 vân. Thì cuối cùng rút ra kết luận là vậy, thì bây giờ đi đánh đâu cả. Thì đấy cũng không phải là cái hay. Trên thực tế là Việt Nam và trên thực tế là Mỹ cũng đã từng đi đánh ở nước nọ nước kia và cũng đã từng thắng, đúng không ạ? Thì chiến tranh thứ hai đánh vào châu Âu, đánh vào Nhật Bản, rồi là cuộc chiến tranh Triều Tiên, rồi thì là nhiều nơi khác. Thế sinh ra là những cái bài học chung chung thì tôi nghĩ rằng là ta không nên rút. Bởi vì nếu rút ra và là áp dụng một cách chung chung vào mọi trường hợp thì nó sẽ bị sai. Thế thì mình phải có là bài học cụ thể để áp dụng cho trường hợp nào. Thế thì đấy có tùy theo bài học, theo một cái câu chuyện của mình, cái vấn đề của mình muốn giải quyết là vấn đề gì, và từ cái vấn đề đó thì mình sẽ đi tìm trong lịch sử những cái bài học nào là bài học kinh nghiệm hay để mình áp dụng, và cái nào bài học kinh nghiệm là mình trả, vân 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 vân. Tuy nhiên ở trong trường hợp này tôi nghĩ là theo cái luồng suy nghĩ của anh đó, thì tôi nghĩ rằng là cái sự kiện như là sự kiện chiến tranh ở Ukraine, sự kiện ở chiến tranh giữa Israel và Hamas, nó nói lên rằng là chúng ta đã bước vào một thế kỷ mới. Cái thời kỳ mà chúng ta gọi là hậu chiến tranh lạnh nó đã chấm dứt rồi. Cái thời kỳ hậu chiến tranh lạnh có thể nói là nó bắt đầu từ năm 1989, khi mà Mỹ và Liên Xô cùng nhau gọi là chấm dứt cái chiến tranh lạnh. Tôi nhớ, chúng ta nhớ là khi mà các cái cuộc biểu tình, rồi những cái cuộc để là lật đổ những chế độ cộng sản ở các nước Đông Âu như là Tiệp Khắc, như là Đông Đức, như là Rumani, thì là Liên Xô không can thiệp và thậm chí lại còn có phần là đồng ý cho cái sự gọi là thay đổi chế độ ở các nước đó. Và cuối cùng là đến tháng 12 năm 1989 thì là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev và Tổng thống Mỹ Reagan Bush là gặp nhau ở trên đảo Manta và có một cái sự tuyên bố là bây giờ khép lại cái chiến tranh lạnh. Đấy, thì sau đó thì ta thấy rằng là khi mà Mỹ tấn công Iraq, xâm lược Iraq, tấn công Iraq năm một sau khi mà Iraq xâm lược Kuwait năm 1991 thì là Liên Xô ủng hộ Mỹ. Đấy, Liên Xô ủng hộ Mỹ là cái sự gọi là chưa từng có, không thể có được trong chiến tranh lạnh. Thì nó có thể nói là mở ra một thời kỳ mới, là thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Trong đó hậu chiến tranh lạnh có nghĩa là các nước lớn nói chung là hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh. Thì chính vì thế mà mình ta mới có cái sự gọi là Liên Xô ủng hộ Mỹ trong cái cuộc chiến Iraq lần thứ nhất vào năm 1991. Thế rồi sau đó thì là cái sự phản ứng của những cái nước như là Nga đối với cái cuộc chiến Iraq của Mỹ, cuộc xâm lược Iraq của Mỹ vào năm 2003 nó không mạnh, không phải là quá mạnh, nó vừa phải. Nó chỉ là chúng tôi không ủng hộ, chúng tôi phản đối, nhưng mà nó không ghê gớm, nó không về cơ bản thì là cái sự hợp tác giữa các cường quốc nó vẫn hơn là cái sự gọi là cạnh tranh hay là sự đấu tranh giữa các cường quốc đó. Cho đến khoảng độ những năm gần đây thì là gió đổi chiều. Thì
thì là cái sự đấu tranh giữa các cường quốc bắt đầu mạnh dần lên và mạnh hơn cái sự hợp tác. Đấy, ta có một số cái mốc như là Nga, như là Trung Quốc, như là bắt đầu có thể mốc là khi mà Nga lợi dụng cái tình trạng hỗn loạn ở Ukraine để mà sát nhập cái bán đảo Crimea vào Nga, thì là cái sự phản ứng của Mỹ và phương Tây thì là cũng tương đối mạnh nhưng cũng chưa đủ mạnh lắm. Đấy. Thế rồi thì là trước đó thì ta biết đến năm 2008 thì là chiến tranh giữa Nga và Georgia, đấy, thì là phương Tây phản ứng cũng rất là yếu ớt. Thế thì cái đấy cũng cho thấy rằng là về phía phương Tây thì là họ vẫn muốn là hợp tác nhiều hơn là đấu tranh với những cái cường quốc khác như là Nga và Trung Quốc, hay là khi mà Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông thì cái sự phản ứng của Mỹ vào thời điểm 2013 khi mà Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo cho đến khoảng năm 2016 Trung Quốc coi như là đã xây xong cái đảo nhân tạo ở Biển Đông, thì là cái sự phản ứng của Mỹ phải nói là rất là khá là yếu ớt, cùng lắm là cũng điều một vài những cái tàu để đi gọi là tuần tra một cách gọi là vô hạn ở trong Biển Đông, thế thôi, một vài tàu thế thôi, không có gì ghê gớm cả. Thế rồi thế thì đấy là những cái phép thử mà Nga và Trung Quốc đưa ra để thử cái ý đồ của phương Tây, thì họ thấy rằng là phương Tây không đủ mạnh trong cái không mạnh mẽ về cái vấn đề gọi là đấu tranh với họ, cho nên họ tiếp tục đóng ra. Thế cho đến khi mà sau đó thì cho đến khi mà Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022 thì lập tức là câu chuyện nó khác hẳn với cả cái thời kỳ mà Nga sát nhập Crimea năm 2014, hay là thế thì như vậy, tức là chúng ta đã sang một cái thời kỳ khác khi mà cái sự cạnh tranh, sự đấu tranh giữa các cường quốc nó trở nên là trên, nó mạnh hơn là cái sự hợp tác. Thế thì cái đó nó có cái, nó tạo ra một cái câu chuyện trên thế giới là ở trên thế giới thì nó mất cái sự có thể nói là cân bằng. Đấy, bởi vì là giữa các cường quốc cái sự đấu tranh nó trở nên mạnh mẽ. Đấy, sau nhất là sau khi mà Nga xâm lược Ukraine và phương Tây áp đặt những cái gọi là sự cấm vận, rồi thì là gần như là ở trong tình trạng đối đầu với Nga. Thế thì những cái đó làm cho những cái, thứ nhất là cái thế giới nó không còn được cái trật tự thế giới, nó có thể nói là bị vỡ, bị phá vỡ, không ai còn coi ai ra gì, tôm ra là như vậy. Thế thì khi mà cái trật tự thế giới bị phá vỡ như vậy, và khi mà nôm na mình nói là không ai coi ra gì, thì các cái phần tử ở địa phương thì người ta sẽ nổi lên, họ làm những cái điều mà họ muốn mà trước đây mà họ có thể không làm được. Thì bây giờ họ thấy là những cái ông gọi là xưa nay là những cái ông gọi là cảnh sát khu vực hay là những cái ông gì bây giờ chẳng có sức mạnh nhiều, tội gì, thì là giống như là ở trong một cái xóm chẳng hạn, đúng không nhỉ? Khi mà những cái anh gọi là cảnh sát hay là những cái anh mà có máu mặt mà trước đây là có thể nói là làm cho mọi người gọi là một số những cái mọi người gọi là làm tại không muốn là không làm ra làm gì, thì bây giờ mọi người thấy rằng là các anh ấy cũng đánh lẫn nhau rồi, các anh cũng không còn đủ mạnh nữa, thì bây giờ rất nhiều những cái người ta sẽ làm những cái điều mà người ta muốn làm và người ta có làm được. Thế thì nảy ra cái Hamas mà. Thì là nó cũng trong cái hoàn cảnh như vậy, tức là khi mà Mỹ mà bị gọi là bị phân tán vào những cái vấn đề như Ukraine, vấn đề khác thì không còn có thể có nhiều lực để mà tập trung vào cái vấn đề Trung Đông nữa chẳng hạn, thì Hamas nó nổi lên và nó nghĩ rằng là nó có thể làm được cái gì. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ. Ngoài ra thì còn tôi nghĩ là cái đấy cũng chỉ là một cái hiện tượng báo hiệu trong một cái thời kỳ mới, khi mà sẽ có rất nhiều những cái xung đột địa phương ở các nơi khác trên thế giới nó bùng ra. Đấy, thì đây là một cái nó bùng ra, mình có thể thấy sắp tới là tôi nghĩ là sẽ tiếp tục bùng ra ở nhiều nơi khác nữa. Ở những nơi khác nữa là có thể là những nơi nào, thưa giáo sư? Cái này thì khó nói lắm ạ, bởi vì là ở trên thế giới thì có rất nhiều xung đột tiềm tàng. Như quanh khu vực Đông Nam Á chúng ta thì cũng có Myanmar chẳng hạn.
thì đã có cái nội chiến rồi, đúng không? Nội chiến ở Syria thì đã kéo dài suốt từ năm 2011 đến nay. Thế rồi thì ngoài ra rất nhiều nước khác thì họ cũng có âm ỉ những cái sự xung đột tiềm tàng thì chưa thể biết là nó sẽ bục ra chỗ nào. Đấy. Tóm lại là cái thời, tôi chỉ muốn nói là cái thời kỳ hậu chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Cái thời kỳ hậu chiến tranh lạnh là cái mà như ở Việt Nam người ta vẫn nói được là hòa bình, hợp tác và phát triển là những xu thế lớn. Đấy. Thì bây giờ không phải những cái đó nó không đúng nữa rồi, đúng không ạ? Nó xung đột nó sẽ diễn ra ở rất nhiều nơi. Đấy. Rồi thì là cái sự hợp tác giữa các cường quốc nó sẽ yếu đi rất nhiều so với cái sự gọi là đấu tranh giữa các cường quốc. Đấy. Tất nhiên là đương nhiên là một rất nhiều nước thì vẫn mong muốn là được phát triển, nhưng mà trong một cái khung cảnh mà nó hoàn toàn mà hòa bình nó hết sức mong manh, và thậm chí là nhiều nơi là không có hòa bình. Đấy. Và sự khả năng xảy ra xung đột là nhiều cái nó có thể nói là sớm muộn cũng sẽ xảy ra, hoặc là nhiều cái là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế rồi thì là cái sự hợp tác giữa các cường quốc nó yếu đi, và nó yếu đi rất nhiều. Đấy. Thành ra là chúng ta, đấy tôi chỉ muốn nói là chúng ta đi vào một cái thời kỳ mới. Những cái gì mà chúng ta đã cho rằng là những cái xu thế lớn hay là những cái đặc điểm lớn của những cái của 30 năm vừa qua thì nó sẽ không còn đúng, nó trái đi nữa. Đấy. Nhìn lại cái cuộc xung đột giữa Hamas với Israel đó, theo giáo sư thì có một cái khả năng là sẽ kết thúc với một cái sự trung gian hòa giải của những cái bên nào đó, thực sự là có cái tính khả thi hay là không, hay là như thế nào? Và nếu có cái sự trung gian hòa giải đó thì có thể ai sẽ tạm gọi là phù hợp để thực hiện cái vai trò đó, thưa giáo sư? Tôi nghĩ là có một số nước có thể làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas, chẳng hạn như Qatar. Trên thực tế là Qatar đã tham dự vào cái cuộc trung gian để mà có cái cuộc ngừng bắn hiện nay và trao trả con tin hiện nay, chính là Qatar và Mỹ đứng ra, Mỹ và Qatar coi như là trung gian giữa Israel và Hamas. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là dù có trung gian thế nào chăng nữa thì cái cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng như là rộng ra là về Palestine thì nó chưa thể chấm dứt được. Và nhất là khi mà cái chính quyền Israel hiện nay vẫn là cái chính quyền cực hữu của Netanyahu. Bởi vì là cái phía những cái người cực hữu đó, họ có cái tư tưởng là họ chống lại cái việc thành lập nhà nước Palestine. Ta còn nhớ là từ những năm 1990 khi mà thủ tướng của Israel hồi đó là Rabin cùng với cả chủ tịch PLO của người Palestine là Arafat đã ký một cái thỏa thuận Oslo về cái việc là đi đến một cái sự thành lập nhà nước Palestine. Thì chính đó, sau đó thì ông Rabin đã bị ám sát, bị những người cực hữu ám sát, và những người cư sĩ Obama ám sát với cái tư tưởng rằng là họ không muốn thành lập một cái nhà nước Palestine trên lãnh thổ mà Israel coi được của họ. Và sau đó thì là chính quyền Netanyahu này thì đó họ ủng hộ cái việc là lập thêm những cái khu định cư Do Thái ở bờ Tây, rồi những cái khu vực mà đấy, thì chính ra là tất cả những cái câu chuyện đó thì tôi nghĩ là nó dồn người Palestine đến đường cùng. Và cái việc mà Hamas nó làm này thì đúng là nó rất là vô nhân đạo, giết người dân thường, trong đó có cả phụ nữ trẻ em, rồi thì nó bắt cóc người ta, nó hết sức vô nhân đạo. Thế nhưng mà nó được sự ủng hộ, nó là có thể nói là nó cưỡi lên cái ngọn chiều của cái sự gọi là bất bình của người Palestine. Người ta muốn có một cái tổ quốc. Thế thì tôi nghĩ rằng là với hai cái thái cực như vậy, một bên thì là những người Palestine đòi là phải với cái khẩu hiệu là từ sông ra biển, đúng không ạ? Tức là đòi là phải có một cái tổ quốc Palestine mà trên toàn bộ cái lãnh thổ của Israel hiện nay, từ sông ra biển đấy, sông Jordan ra đến biển Địa Trung Hải đấy. Thế rồi thì một bên nữa thì là cái cánh cực hữu của Israel là muốn là tiêu diệt những cái người Palestine mà muốn đòi tổ quốc cho họ. Thì kết cục của cái câu chuyện này cũng sẽ chỉ là chiến tranh và xung đột mà thôi, không cách khác được.
nghĩa là chừng nào mà Israel mà chưa có người dân Israel mà chưa a số người dân mà chưa 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 chuyển sang một cái nhìn mới về tương lai của họ và chấp nhận là phải cùng chung sống hòa bình với người Palestine, và điều đó có nghĩa là chấp nhận một cái tình trạng gọi là hai nhà nước hoặc là một quốc gia hai chế độ hay thế nào đó để đoạn thế đấy, tức là tóm lại là một cái sự chấp nhận một cái sự chung sống hòa bình giữa hai dân tộc, thì chừng đó tương lai cũng vẫn còn tiếp tục là hết xung đột đến chiến tranh mà thôi. Vâng, thế và ý kiến vừa rồi đã khép lại cuộc trao đổi của chuyên đề câu chuyện quốc tế với giáo sư Alexander Vũ Vinh, học giả tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương từ Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư Alexander Vũ Vinh và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại. Vâng, cảm ơn ạ.